Kính thưa ông cố vấn hội đồng trị sự trung ương, đồng đạo ở Hưng Thạnh ba, thánh địa Hưng Nhân, kính nhờ ông minh giải bốn câu sau đây. Cùng thời quê ngụ núi Sam, còn biên chẳng có chùa am dưới này, vua Nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho yên. Đồng đạo đều đặt đức bốn câu, nhờ ông phân giải. Thưa quý vị, bây giờ không mang kiếm gì mà được, đêm nay dưới chùa đó. Thưa cô bác anh chị em, tôi nhớ không lầm thì là cái xã Nhân Nghĩa này đó, cái quận Châu Phú đó là cái xã nhà, cái quận Châu Phú là quận nhà, rồi cái tỉnh Châu Đốc là tỉnh nhà nữa. Mà thiệt rõ vậy đó, bị tôi và cái chú Lê Văn Tính này, hồi đó là tôi là trưởng ban phổ thông quận, còn Lê Văn Tính là phó ban phổ thông quận. Mà bữa nay tôi mới gặp Lê Văn Tính tức thì ra là hạ nghị viện của đơn vị Châu Đốc, nghe không? Rồi bây giờ trở về cái xã Nhân Nghĩa đặt cái nhiệm cầu giao cảm đầu tiên, chúng tôi hỏi lên bốn câu. Mà phải rất đọc về cái ý. Hùng thì quê ngụ núi Sam, còn Liêu chẳng có chùa am dưới này, vua như xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho đi, mà ai nhường cảnh cho đi mà cảnh nào vậy đó. Rồi hỏi Hùng thầu quê ngụ núi Sam á, mà Hùng là ai? Còn Liêu chẳng có chùa am dưới này mà Liêu là ai? Mà tại sao mình cất chùa cất am dưới vậy? Ông phổ thông, ông phó trưởng xã như vậy nè, hồi đó là phổ thông xã, bây giờ phó hội trưởng, tại sao mình cất chùa như dữ vậy? Phải còn liên chẳng có chùa am thế này mà dùng các chùa các am sao mà lung tung hết trơn, tôi thấy tu sĩ rồi các am quá ha. Rồi trong đảo chúng ta bây giờ chùa đó là 319 ngôi rồi, mà lại có chỗ chưa trình báo là chưa biết à, không chừng có trên nữa đâu nha, 319 ngôi chùa rồi. Vậy thì bây giờ xin trở lại bốn câu này mà trao đổi với cô bác anh chị em. Thầy chúng ta giới thiệu với chúng ta đó, đáng nếu chúng tôi sức sướng và thầy nói ở đây đó bốn câu này ở đâu. Nhưng mà thôi đi, trở về cái xã nhà, cái quận nhà, cái tỉnh nhà, mà tỉnh này, xã này, quận này đó là tỉnh thánh địa, quận thánh địa, xã thánh địa, thôi khỏi xuất xứ. Đêm nay mình cứ trình bày nha. Vậy thì bốn câu này chúng tôi xin làm cái phận sự chú giải. Khùng thì quê mụ núi Sam, vì khùng là Phật, Phật thầy cô bác anh chị em à. Cái chỗ nào mà thầy xưng khùng đó là Phật thầy nha. À, tại sao vậy? Là vì trong bài dặn dò bốn đạo thầy cho biết là khùng, thầy khùng trò lại quá điên. Khùng điên mấy tháng tình duyên ai ngờ. Vậy thì hả xin cái hiệu khùng là thầy mình, mà thầy mình là ông Phật. Còn hả điên là ba ông trò, hả xin điên là ba ông trò. Bởi vì rất rõ ràng đó, là thầy cho biết là khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dễ đầy rõ về thiên cơ. Vậy thì bây giờ quý vị cho phép chúng tôi trình bày cho nó kỹ cái phần đầu này nè. Bị bắt là nhu cầu giao cảm đầu tiên mà, bây giờ phải làm cho kỹ coi nè. Khùng thì quê ngụ núi Sam, thì cô bác biết Phật thầy kia ăn đó, sau khi từ ở Long Kiến mà dời lên đấy không, người chánh quyền dời ra Phật thầy kia ăn lên, nó nói vậy cô bác biết rồi, cô bác ở đây nó biết rõ tiểu sử Đức Phật thầy, mình là giáo hệ U Sơn Kỳ Hương mà biết rõ rồi. Nhưng mà sau khi mà lấy cái chuông đỏ mà úp ở trên đầu Phật thầy rồi đó, nói vậy là nói đại để rồi cho đây nó chi tiết chứ, mà ngài không có sao rồi đó, nhưng vua Tự Đức mới là ban chiếu mới trả tự do cho ngài, mới đem ngài về ở núi Sam. Quen gì, rõ ràng là Phật thầy trở về núi Sam, lấy cái núi Sam đó để làm một cái xuất phát điểm, mà truyền bá cái mối đạo của ngài, cái mối đạo của Sơn Kỳ Hương đó. Vậy thì khùng thì quê ngụ núi Sam thì rất rõ ràng, mà cái rất rõ là ngài tịch tại núi Sam nữa. Bây giờ cái mộ của ngài tại đó rõ không? Ngài tịch vào ngày 12 tháng 8 năm 1856 tại núi Sam. Cho nên thầy mới giới thiệu chúng ta là khùng thì quê ngụ núi Sam. Nhưng có một điều, lâu lâu trở về cái xã nhà, quận nhà, tỉnh nhà, thôi cho chúng tôi làm phân sự cho nó kỹ chút đi. Cái chữ khùng này đó, tại sao mà thầy xưng khùng vậy đó? Cho nó rõ rồi, điên tại sao điên cho nó rõ. Vậy thì năm 1945 đó, bây giờ chúng tôi xin mở mặt và nhắc lại cái mẫu chuyện năm 1945 Trung Quân Đức Thầy. Lúc Đức Thầy ở Sài Gòn á, có một học giả tới họ nói như thế này nè. Nó thưa anh Tư, tôi có coi giảng ông hết rồi. Tôi coi trước sau, tôi coi hết trơn ông Tư à. Tôi quan minh cái đường lối dạy dỗ của ông quá à. Tôi muốn tu cho ông quá mà đừng ngại ông xưng khùng, tôi tu không được. Chứ phải chịu đổi cái hiệu khác là tôi tu cho ông liền. Tại sao vì tôi là học giả thế này mà tôi đi quy ông khùng nó kẹt tốt. Ông ấy đến nó thôi giờ ông nhờ ông thay đổi dùng cái hiệu của ông nha, tôi theo ông liền nha. Quy y liền, chứ giảng của ông tôi coi rồi. Ở trong này ông dạy dỗ sao sao tôi thấy tôi biết rồi hết rồi. Đừng kẹt có cái hiệu của ông xưng khùng nó kẹt tốt. Thầy nó nói ông khách mà nói ôn tồn như thế này nè, từ xa ông đến đây giọng có coi giảng kệ của tôi rồi, rồi ông còn thắc mắc con điều đó,
ông thấy là trong này ông vừa bụng muốn ghi quá đường ngạc quy với ông khùng nó kẹt ông phải không? Nó dạ phải luôn. Nó phải thì ông cho tôi hỏi ông, bây giờ tôi hỏi ông chữ khùng nghĩa là gì? Ông định nghĩa tôi nghe coi, và ông lựa cho tôi một cái hiệu. Ông muốn tôi đổi thì ông lựa cái hiệu tôi đổi liền hả? Và ông phải định nghĩa cái chữ khùng cho nó rõ, coi cái danh nghĩa cái chữ khùng ra làm sao chứ, nó đê tiện thế nào, nó xấu xí ra làm sao đã tôi mới đổi được. Chứ tôi lựa rồi đó ra, cái chữ khùng tôi lựa rồi tôi mới xứng chứ. Tội nghiệp ông sách này, ông cứ ngồi nó xuống mà tôi bắt anh chị em à. Ủa sao vậy? Mình là một học giả mà danh từ khùng định không có được. Tại sao định nghĩa không được là gì? Nó giống như thế này, chúng tôi xin tỉ dụ đi không? Cái đèn hộp dịch của mình ở nhà thấy nó cũng sáng rỡ đỡ nha mấy em. Khi mà được gạt sách lại gặp đèn neon ông này với đèn mang sông, tôi tắt hết cái để nó hao dầu. Chứ cái đèn hộp dịch mà đem ra đây để làm chi, sáng gì đâu mà để. Vì thế mà ông lại gần thầy, ông tưởng ông là một học giả cũng đỡ, không ngờ ông thật. Rồi cứ ngồi hoài, ngó xuống hoài. Thầy thấy cái bầu không khí nặng nề quá, thầy nói thôi bây giờ tôi định nghĩa giùm ông chịu không? Cái ông nói vậy luôn, phanh tay nó bạch ông Tư, ông định nghĩa tôi cảm ơn mình lắm ông Tư. Dạ được. Thầy nói thôi mời ông ngồi xuống mà tôi định nghĩa ông nghe. Bây giờ tôi chỉ hỏi ông mà nó ra lẽ. Bây giờ tôi hỏi ông ra, ông xưng ông là một học giả, từng đọc sách, đọc báo đó, ông biết từ quốc nội, quốc ngoại đó, ai là người có thủ đoạn, có biến trá, có mưu mô dẫm trên xương máu của loài người mà lập nên sự nghiệp được đó, ông cho hạng người đó là hạng người gì? Ông nói tôi nghe coi. Tội nghiệp ông sách này, ông cứ nói xuống hoài. Thầy nói ủa sao vậy? Khôn thì nói dạy xong ngồi làm thính. Tội nghiệp cũng dựng phân tay, nó bạch ông Tư, vậy ta cho khôn phải không ông Tư? Thầy nói khôn, nói khôn sao không nói? Thôi bây giờ tôi hỏi ông cách khác nữa cho nó dở lẽ nè. Trái lại có một khối người không thủ đoạn, không biến trá, không mưu mô, mà còn hy sinh đời mình để tìm cái hạnh phúc cho đồng bào nhân loại và vạn vật. Như vậy đó ông cho hạng người đó là hạng người gì? Ông cho tôi biết coi. Ông nói xuống mãi. Thầy nói ủa sao vậy? Dạy thì nói dạy, khôn nói khôn, sao ông làm thinh? Ông đứng vậy nó bạch tâm tư, vậy người ta cho dạy. Thế là dạy thì nói dạy đi. Vậy thì bây giờ tôi định nghĩa ông nghe chữ khùng nghĩa là dạy cái gì? Phải không? Ông làm thinh, ông chưa nhớ lẽ sao ông làm thinh hoài? Thầy nói thôi ngồi xuống đi, thoại cách khác nữa. Bây giờ tôi hỏi ông, Sĩ Đạt Ta có phải là con của vua Tịnh Phạn Vương ở bên Ấn Độ không? Ông biết không? Ông dạ thương tôi biết. Nà, biết là phải không? Vậy thì Sĩ Đạt Ta đó, khi mới sanh đó có các thầy tướng ta coi, nó nói rằng cái ông Sĩ Đạt Ta này lớn lên nó bỏ nhà, bỏ cung điện đi tu, bỏ ngôi vua đi tu, nhà vua sợ quá đi, mới 16 tuổi cưới vợ à. Nhưng mà rồi không thoát khỏi cảnh đó, 19 tuổi ông bỏ cung điện ông đi à. Bởi vì rất rõ ràng là lìa cha già, vợ đẹp, con cưng, thân chẳng xa, xuân pha bờ bụi. Ngày thổ ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương với tu trì. 19 tuổi là ông bỏ cung điện ông đi tu trì rồi. Ông lên trên núi ông ngồi trận 6 năm trời cho thấy duyên thiệt. Rồi 6 năm đó ông đứng lên trong té xuống con chết à, bị ông không ăn. Rồi Đề Bà Đạt Ba Đa là anh em chú bác ruột ở tại Hoàng Cung, nó nói như thế này. Nó không có biết ông Sĩ Đạt Ta tôi cũng khùng mà cách gì á. Bác tôi biểu ở nhà làm vua đi, rồi chừng nào già chút nữa hãy đi tu, lên ngồi chi chảnh 6-7 năm nay, chứ đến đầu đổi chết đi sống lại như vậy đâu phải khùng quá. Ông khùng quá khùng rồi. Thầy nó ngừng lại, thầy hỏi, bây giờ tôi hỏi ông á, Đề Bà Đạt Đa phê bình Phật Thích Ca Mâu Ni khùng đó, khùng đó đúng không? Ông nói vậy nè, thưa ông Tư, vậy cũng đúng chứ. Tại sao không ở nhà làm vua, cha mình là vua, mình đi bỏ ngôi vua lên núi ngồi di trảnh 6-7 năm trời, cho đến đổi đói lên đói xuống, rồi chết lên chết xuống, rồi vậy là khùng cũng phải. Thế nào, vậy thì ông nhận rằng Đề Bà Đạt Đa phê bình Phật Thích Ca Mâu Ni khùng là phải, phải không? Thì bây giờ tôi cho ông hay rằng tôi bắt chước Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi khùng đi nè, tôi xin khùng đi nè. Bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni người ta phê bình rằng là ông đó không hờn, không giận, không ghét, không ghen, không ham, không muốn, để tâm trống không, sanh tâm thanh tịnh mà cứu đời. Vậy thì là ngài bỏ hết cung điện lệnh đài của ngài đó, lên núi xa đi phú hữu tứ hải bốn phương, xa vợ đẹp con cưng, xa cha già là gì? Ngài vì cái chân lý muốn cứu đời mà người ta cho ngài khùng. Thì hôm nay tôi cũng vậy, tôi bắt chước ngài không hờn, không giận, không ghét, không ghen, không ham, không muốn, để tâm trống không, để mà thanh sanh tâm thanh tịnh mà cứu đời. Vậy thì tôi bắt chước ngài, tôi xưng khùng. Vậy bây giờ ông muốn tôi đổi cái hiệu này thì ông lựa cho tôi cái hiệu đi. Nãy giờ tôi định nghĩa rồi đó, ông nghe có phải hay không? Cái khùng đó là nó không giống đời, đời người ta khôn, cái tranh danh tranh lợi. Còn ông Phật đó thì ông không tranh danh lợi, là tôi không phải là Phật, nhưng mà tôi bắt chước Phật Thích Ca, vì đạo vô vi có Phật ân cần.
nói theo chí chúng ta ngày trước. Ông này ông tới ông xá thầy nữa, ông tư ơi tôi bằng lòng đi theo ông rồi, thôi ông làm ơn cho tôi lui ra, chứ tôi không có dám hỏi ông gì nữa hết. Thưa cô bác anh chị em, tôi đóng mặt cái mẫu chịu khùng ở đây đi. Trở lại, thầy giới thiệu chúng ta khùng thì quê ngụ núi Sam. Cô bác anh chị em cũng biết rõ thầy chúng ta là Phật thầy Tây An tiền kiếp đó, ngài ngụ từ núi Sam phải không? Tập năm 1856 vào ngày 12 tháng 8 có chỗ thầy giới thiệu nè: lời của người di tịch núi Sam chớ chẳng phải bài điều Nguyễn Hoạt. Bây giờ chúng ta tra ra được đó thì rõ ràng thầy chúng ta là Phật thầy rồi, chúng ta hết nghi được cô bác anh chị em à. Vậy thì mình đặt niềm tin vững đi, thầy mình không có chết đâu, vì ông Phật không có chết tại đất vàng đâu. Tới nữa còn đêm chẳng có chùa am dưới này, tới đêm là ai đây nè? Thưa quý vị, đêm là bao trò chứ không phải Phật thầy Tây An nữa. Bây giờ trong xác thầy tôi bốn môi lần, kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Trong xác thầy có bốn môi, mà xưng khùng là thầy, là ông Phật thầy Tây An, còn xưng điên là ba ông trò đó. Ba ông trò là ai? Thôi nói lỡ nói luôn mình nói đại để nè. Một là ông Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm nè, hai là ông Tưởng Đa nè, ba là ông Nguyễn Trung Trực đó. Ba ông đó là ba ông trò của Phật thầy Tây An đó cô bác anh chị. Thôi vậy thôi đó, gọn gọn vậy không? Vậy thì khùng thì quê ngụ núi Sam, còn đêm chẳng có chùa am dưới này, vua Nghiêu xưa mở đất cài. Còn bây giờ tới vua Nghiêu xưa mở đất cài, bây giờ cô bác anh chị em cũng đã lão thông về sách sử rồi, thầy dạy chúng ta là trai với gái ráng coi sử sách, hay là khá chí tâm học hành kim sám. Thì bây giờ cô bác anh chị em trong đạo 35 năm nay chúng ta đã lão thông sách sử, nhưng mà lâu lâu mời chúng tôi về đây tập chúng tôi ra thăm dò khả năng chúng tôi à. Nghe nói đâu lên Minh Châu có đi thuyết trình các nơi, và chúng tôi cũng đi thuyết trình các nơi, như ông phổ thông giới quận mà Châu Phú này là chú Thắng đây, lâu lâu về bắt thuyết trình thử cho cô bác xem coi nghe coi tôi làm sao, chứ đâu phải không biết phải không. Thôi bây giờ cho chúng tôi trở lại cái mà vua Nghiêu xưa mở đất cài. Căn cứ vào có thượng hạ mạnh tử, tức là thượng mạnh tử và hạ mạnh tử trong Tứ Thơ, tức là Luận Ngữ, Đại Học, Trung Dung và Mạnh Tử, mà mạnh tử là có thượng hạ mạnh tử. Vậy thì trong sách Mạnh Tử này ông Mạnh Kha có viết lên nói rất rõ, cô bác anh chị mà thổi xưa bên Tàu đời vua Nghiêu ra, tức là Phục Hy, Thành Nông, Quỳnh Đế, ông Nghiêu, ông Thuấn, năm đời này gọi là đời Ngũ Đế, nhưng mà qua tới đời vua Nghiêu đó dân tộc Tàu khổ ghê lắm. Ủa khổ cái gì? Thưa cô bác anh chị, khổ về cái nạn lụt. Bây giờ bên Tàu thở đó đó, chính con sông lớn của Tàu chưa chảy ra ngoài biển, cho nên thường là bị nước nó động đi, và trời mưa nhiều nước nó chung lên lụt, làm cho dân tộc Tàu như đứng dơ lớn lắm, làm ăn không có được. Mà hồi xưa người ta thì ít, thú vật thì nhiều, nào là cọp, nào là beo, nào là hùng beo tây tượng nhiều lắm, nó xuống nó lấn mọi người đi. Ban đêm phải leo lên cây, ban ngày ở dưới đất, cho ban đêm leo lên cây bẻ ổ ở trên á, làm tung ở trên á, tức là cắt ngã trên cây ở trên á, cũng cho cọp ăn hết á. Nhưng mà mai thay tới thời vua Nghiêu đó là có được ông Thứng giúp đỡ nè, ông Thứng nè, ông Ba Ích nè, rồi ông Cổn nè, rồi là ông Võ nè, tất cả ông Cổn ông Võ hai cha con được tìm phương để mà đào xong cho nước nó chảy ra biển. Còn ông Ba Ích á thì ông này chuyên môn đốt rừng, vì có cái chương trình đốt rừng đó để mà đuổi đi các cái loài thú dữ, đừng cho thú dữ lấn hiếp lại người, rồi nhờ nó trống đây chúng ta mới làm ruộng được, mới làm rẫy được. Thì ông Ba Ích và ông vua Thuấn chủ trương làm ruộng để giúp cho ông vua Nghiêu. Nó thành công được là nhờ ông Ba Ích và ông vua Thuấn, hai ông này chuyên, một ông thì đốt rừng là ông Ba Ích, còn ông vua Thuấn thì chuyên lo giống để cho dân đi làm ruộng. Nhờ đó mà dân tộc Tàu từ đó đã thịnh vượng và thái bình trở lại vô cùng. Cô bác anh chị em ơi, nói làm sao hết, thầy chúng ta là ông Phật xưa biết hết trơn à, cho nên cho biết là vua Nghiêu xưa mở đất cài, mà thầy mình nó mở nhiều lắm như cô bác anh chị em có không? Thầy chúng ta không mở đất cài đó nha, thì bây giờ mình toi mạng hết rồi có không cô bác anh chị em? Có ra thầy không ra đời tại cái miền Tây này vào ngày 18 tháng 5 năm 1939 đó nha, thì mình chết hết rồi. Cái thứ nhất đó thì năm 45 đã bị Việt Minh lấy miền Tây rồi, mà miền Tây này mà Việt Minh chiếm rồi đó thì đồng minh họ mang bom tới đấy không. Cái thứ B-52 mà nó bay 16 cái số ngàn ở trên trời đó nghe, nó bừa hết rồi. Cô bác anh chị em cũng biết rõ cái lực lượng của B-52, cái chiều dài nó 52 thước, cái chiều đứng của nó là 8 thước, có 4 tầng lầu, nó chở 30 tấn bom, nó bừa hết rồi, nó còn vậy thôi nha.
mình nhờ thầy mình mở đạo cho nên cái khu này mới có hòa hảo nè, việc mình lấy ông được cho nên mới còn rộng lớn như thế này. Và thứ nữa đó, nên năm 45 đó thầy đi thuyết pháp 107 chỗ thầy kêu mình trong bài khuyến nông đó nha, thầy giải nè, thôi mình giờ đọc một phút thôi à. Một phen giác quốc ra đồng, thầy rằng ruộng phải được trồng lúa khoai, thầy đó phải thầy mới được à. Mưa nắng ấy đâu này thân xác chứ hy sinh, mà ngủ mà phải hy sinh nữa nha, chứ hy sinh dầu thác cũng cam, miễn sao cho cánh đồng nam dồi dào lúa chín gặt đam về nhà, chừng ấy mới hát ca vui vẻ, ai còn khinh là kẻ dân ngu. Rõ không cô bác anh chị em? Nhờ thầy la thầy dạy mình như vậy mà miền Nam mình bây giờ lúa thôi hết sức lúa mà cứ không kẹp đó, lúa như vậy mà còn cứ không kẹp đó, nào lúa mùa rồi lúa thành năm mà cứ không kẹp sao ạ? À? Thầy còn cho biết rõ nè, Nam Kỳ đâu phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung, phải không? Mình còn cung cấp cho miền Trung miền Bắc đó kia mà, còn chở ào ào, tôi có chở tôi biết này, còn chở ra cho mà Trung nữa. Vậy thì rất rõ đó, mình nhờ thầy mình thoát được cái chết. Vậy thì hôm nay vua Nguyên xưa mở đất cày, rồi bây giờ thầy cũng lo theo cái chí đó mà mở đất cày đây nè, để cho chủ trương để mà lo việc canh năm cho mình đây, không thôi là chết đói à, giặc giả đó nha. Ở bên Trung Phi rồi cô bác anh chị em ở bển bị giặc quá đi, cái đại diện thế chiến là Trung Phi cũng chịu nặng nề. Quý vị nhớ qua là cái ngày 3 tháng 9 đó không, Âu Châu bùng nổ là do người Đức họ khai chiến Âu Châu đó, thì Trung Phi chịu nặng nề lắm. Mà bây giờ đó tại cái nước mà Ethiopia đó nha, tại thành Accra đó, chết bây giờ quý vị thấy đó, mỗi ngày từ ngàn 10.000 người xuất lên, mỗi cái cột lồng đèn vậy đó, mỗi tối con kim cơm cơm với đậu trái nè, đây tôi có cắt báo để em túi đây nè, nói có bằng chứng cho không phải nói bừa đâu, có trong túi lát nữa của bác có xem thì lấy xem, mỗi cái cột lồng đèn đều có bằng chứng cơm đậu trái nó trơn á. Và quốc tế hiện nay họ la quảng lên rằng cái nạn chết đói 200 triệu rồi, 200 triệu trong 3.500 triệu dân chết, 200 triệu chết đói rồi. Mà thầy chúng ta cho biết trước là đói do nghèo sắp đến bây giờ tới rồi cô bác anh chị em à. Vì ở đây vua Miêu xưa mở đất cày, bởi vì nữa ngày nay nhường lại cảnh này cho dân, người ta tưởng đâu là nữa thầy làm vua làm không phải, nhường cái cảnh thái bình của vua Miêu đó, tức là Phục Hy thành năm rồi Quỳnh Đế ông Miêu ông Thúng là năm cái đời vua đó, là chủ trương gia vô bế hộ, nhà không đóng cửa, của rơi mà đường không ai lượm hết á. Vậy thì cái cảnh thái bình đó hôm nay đó nhường lại cho thầy, chứ không phải thầy làm vua đâu. Thầy cho biết thuở xưa thời buổi Thính Nhiêu, thái bình thẳng trị mến nhiêu kháng tình, chớ đâu đồ tháng sanh linh, bởi chinh lỗi đạo kệ kinh ít nhìn. Bởi vì đời ngũ đế là đời có đạo, còn bây giờ là vô đạo rồi, cho nên thầy cho biết chốn nào không đạo là đời vô linh. Vì thế mà thầy phải đi truyền đạo đó cô bác anh kia mà. Thôi nó không hết đâu, bốn câu này chúng tôi chỉ chú giải thôi, thiếu đi cái phần mình thì mời các bậc cao minh thông cảm cho. Nếu vấn chủ không hỏi thêm, xin cho qua câu hỏi khác. Mời ông sư luôn.